Dạ vâng, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ những vị khán giả đang theo dõi video bên em nhé. Trước mặt mọi người là một cục công suất, để em sẽ tiếp tục thanh lý cục công suất cho mọi người. Đây là cục công suất của Sony với mã của sản phẩm ở đây là M35WM nhá. Đấy, tên của sản phẩm cũng khá là dài luôn. Đấy. Đây, ở đây thì em đang cho chạy điện thoại đây nhá, đang kết nối với điện thoại đây. Cục công suất đây thì em sẽ bao cho mọi người là công suất ra hai loa này và nghe nhạc qua điện thoại nhá. Đấy, ngoài ra thì còn có chức năng khác như CD này, MD này hay cassette thì về mọi người tự test giúp em nhá. Đấy, cái CD thì em cho thử đĩa nhưng mà cái mắt của nó chắc là lâu ngày nó đã bị bụi rồi và nó hiện tại thì nó đang không đọc đĩa, thì về cây có thể vệ sinh lại cái mắt, mình lấy cái bông tăm ấy mình lau cái mắt thần là nó sẽ đọc lại thôi, bởi vì cái thao tác này nó lại hơi phức tạp thì em lại không thử được. Đấy, em sẽ thử qua cái MD để mọi người thấy là MD có chạy lại, còn băng cassette thì nhà em lại không có sẵn băng nhá. Đấy, ở đây thì có màn hình LED màu cam rất là nổi bật. Đấy, ấn ở chế độ nào thì mọi người sẽ chuyển sang chế độ đấy với cái nút màu xanh này. Đấy. Đấy, ấn play. Ngoài ra đây là một trong những cục phải nói là cũng khá là cao cấp khi có USB ở đây nhá. Ở đây thì em lại không có tiện USB, mọi người có thể về tự test giúp em. Đấy, MD ok nhá. Đây, hình thức của cục đây. Sau này, nó gắn hai loa này. Đấy. Các anh có thể nghe được đài FM em khi kết nối với cả anten ở đây nhá. Đấy. Chi tiết về cục Sony M35WM sử dụng điện 100V với công suất là 45W, cục thì được sản xuất tại nước thứ ba là China nhá các anh nhá. Đấy, rất là chi tiết luôn rồi. Đó. Với công suất 45W này thì mọi người kéo loa mini cho em thoải mái. Như loa tầm 80W trở về cho một loa, tức là hai loa sẽ tầm 160W đấy ạ. Đấy. MD ok nhá. Em sẽ mở lại về đường điện thoại cho mọi người này. Cái cục công suất này thì em bán thanh lý cho mọi người thôi. Bình thường những cái cục mà có USB này thì giá của nó sẽ cũng khá là cao đấy, nó sẽ rơi vào tầm 750 đến 890 một cục cơ. Nhưng thôi, cái cục này thì nó cũng CD thì nó lại đang cái mắt nó đang hơi mờ, thì thôi em sẽ để cho mọi người với giá là 590.000 nhá. Đấy, 590.000 cho một cục công suất Sony M 35WM, thôi em cứ gọi tắt là M35 nhá. Đó, thì anh nào đang muốn có nhu cầu mua cục công suất thì liên hệ ngay với em, số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả các anh đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.